Xin chào anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh YouTube về chứng khoán của Công Dũng Ravat. Thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở một bản tin về tổng kết thị trường trong phiên giao dịch của ngày 21 tháng 11 và đưa ra các kịch bản và nhận định cho phiên giao dịch ngày mai 22 tháng 11. Sau đó thì Công Dũng cùng anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích các mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành. Và ngày hôm nay có thể là mình sẽ phân tích kỹ về thị trường để cho anh chị hình dung là cái thời điểm này chúng ta thị trường nó có thể có những cái kịch bản nào xảy ra và cái xu hướng của nó sẽ đi như thế nào trong những cái phiên tiếp theo nhá. Thì nếu anh chị thấy kênh của mình đem lại những kiến thức hữu ích và có thể giúp cho anh chị đầu tư được tốt hơn thì cũng hy vọng rằng anh chị sẽ để lại cho kênh của Công Dũng một like và một phần đăng ký kênh để mình có những cái động lực mình làm những cái video sau được tốt hơn nhá. Xin cảm ơn các anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là chúng ta sẽ đi nhìn lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Phiên giao dịch ngày hôm nay thì mọi người đều có thể nhìn thấy là thị trường của chúng ta bị giảm điểm, giảm 8,68 điểm xuống mốc là 960,65. Trong đó thì có 259 mã tăng, 75 mã tham chiếu và 177 mã giảm. Thì cái số mã tăng nó vẫn chiếm ưu thế ở trên thị trường. Tuy nhiên là thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Nó có sự phân hóa là trong một nhóm ngành nó cũng có sự phân hóa của các cổ phiếu. Ví dụ đơn cử như những cái cổ phiếu của dòng phân đạm hóa chất như DGC này, DGC, DCM, DPM. Thì DGC thì nó lại là ở mức giá sàn, nhưng DCM và DPM thì nó giảm ở mức giá đỏ là 2,7 với 2,9% thôi. Thì nó cũng đã có sự phân hóa và những cái cổ phiếu này tại sao nó lại giảm giá mạnh như vậy thì lát nữa chúng ta cùng vào biểu đồ. Những cái biểu đồ của DGC, DCM và DPM mình đã nói rất là nhiều trong các video trước rồi. Và mình có khuyên là anh chị nhà đầu tư chúng ta chưa nên mua những cổ phiếu đó ở giai đoạn này. Và giai đoạn này là có những cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí đó anh em nhé. Nhóm ngành dầu khí là mình thấy nó cũng không được đẹp lắm ở thời điểm này. PVD, PVB, PVC, PVS và BSR. Thì tất cả những cổ phiếu này thuộc nhóm ngành dầu khí thì mình nghĩ rằng anh em nên chọn những cổ phiếu nào mà nó có mẫu hình đẹp để chúng ta mua, chứ chúng ta không nên mua những cổ phiếu như nhóm ngành dầu khí. Còn như thế nào thì lát nữa chúng ta hãy cùng nhau làm việc ở cái biểu đồ của nó nhé. Cái gì nó cũng phải thể hiện trên phân tích kỹ thuật, và phân tích kỹ thuật là chúng ta đi phân tích các cái tín hiệu, chúng ta đi phân tích các dòng tiền và phân tích các chỉ báo để chúng ta lựa chọn những mã cổ phiếu nào có nên mua hay không nha anh em nhé. Còn ngày hôm nay thì trong cái biểu đồ giờ ấy, 1 giờ thì VN Index có hơi hướng là nó tạo hai đỉnh. Vì thế nên là mình nghĩ là VN Index sẽ có cái nhịp để nó đi test lại cái vùng đáy cũ anh em nhé. Xu hướng là sẽ test lại vùng đáy cũ. Và chúng ta đi xem một vòng VN30. VN30 thì mọi người có thể thấy là ngày hôm nay áp lực những cái cổ phiếu mà kéo từ VN30 nó rất là lớn. Nó làm cho thị trường của chúng ta bị giảm điểm, nhưng hầu hết các mã cổ phiếu, ví dụ như mã cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian vừa rồi, đó là những mã cổ phiếu của dòng bất động sản, dòng đầu tư công, thì anh em vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Nhưng mà nhìn ở VN30 này, những cái nhóm này nó là những cái nhân tố để nó kéo điểm thị trường. Ngày hôm nay chúng ta giảm 8,68 điểm là do những cái nhân tố này nó kéo nha anh em nhé. Những cái cổ phiếu vốn hóa lớn và hai cái con này PDR và NVL này, thì anh em nhà đầu tư chúng ta cũng không nên mua những cổ phiếu này nhá. Cổ phiếu này đã bị mất giá rất là nhiều và cổ phiếu này nó là thuộc hàng cổ phiếu bo cung. Anh chị có thể các anh chị chưa hiểu về cổ phiếu bo cung thì mình cũng giải thích sơ qua cho anh em biết, đó là cổ phiếu nó bo cung ấy, nó là cái cổ phiếu phần lớn nằm trong tay công ty và tổ chức đó. Như anh chị nhà đầu tư có thể biết là Novaland và PDR Phát Đạt, thì hai cái cổ phiếu này, tất cả các cổ phiếu trên thị trường được cứu, nhưng riêng hai cổ phiếu này thì nó không được cứu, bởi vì nó bo cung nặng quá. Cổ phiếu hầu hết trong tay lãnh đạo, mà bây giờ lãnh đạo bị bán giải chấp thì cũng không có một cái đối tác nào họ nhảy vào để họ mua được, đúng không? Bây giờ là ai cũng đợi là nó cứ đè sàn cho cổ phiếu nó giảm giá về vùng giá chiết khấu tốt, về những cái vùng giá mà cổ phiếu thuộc hàng giá penny thì sao? Thì lúc đó các tổ chức tay to người ta phải nhảy vào mua, người ta mua với cổ phiếu một cổ phiếu giá rẻ đấy để người ta đầu tư vào cái công ty đó nha anh em nhá.
Nên là những cái cổ phiếu này nó không được cái lực cầu nó mạnh mẽ, là vì thế, vì nó bo cung quá nặng trong thời gian vừa rồi. Bởi vì cái cổ phiếu ấy nó nằm hết trong tay chủ tịch rồi, người nhà chủ tịch rồi, ban lãnh đạo công ty. Thế nên là những cái đội lái người ta không có những cái cổ phiếu đó, và người ta cũng không ôm cổ phiếu đó, nên người ta không dùng tiền vào để người ta cứu họ. Đấy. Khi nào người ta muốn vào, người ta thâu tóm công ty hoặc là người ta mua cổ phần của công ty, thì người ta sẽ chờ đợi một cái mức giá thấp hơn, chiết khấu hấp dẫn hơn để người ta có thể mua, anh em nhá. Bản chất nó là như thế, nên anh em đừng có bỏ tiền vào để đỡ giá cho những công ty như thế này, anh em nhá. Đừng có phí tiền của mình đến khi các anh em muốn cắt lỗ, khả năng không bán được ấy, mua một cổ phiếu giá sàn ngày hôm trước, hôm sau lại sàn, hôm sau nữa lại sàn, thì anh em sẽ có khó có khả năng là chúng ta bán được cổ phiếu, chứ đừng nói là chúng ta bị lỗ hay lãi nhá, chắc chắn là lỗ rồi. Nào, tiếp theo thì anh em sẽ đi vào phân tích biểu đồ. À thì đầu tiên mình cũng giới thiệu với mọi người là đến tháng 12 này mình có tổ chức một cái khóa học về phân tích kỹ thuật, phân tích kỹ thuật về ứng dụng kết hợp hành vi tổ chức các thứ. Thì mình có một cái link đăng ký ở dưới phần mô tả của mỗi video ấy. Thì anh em nào mà có nhu cầu đăng ký để chúng ta tham gia học, chúng ta nắm bắt được phân tích kỹ thuật và chúng ta chủ động hơn trong việc giao dịch của mình, chúng ta xác định công việc và việc đầu tư chứng khoán là cái việc lâu dài, thì tốt nhất là chúng ta nên trang bị kiến thức cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta trước khi chúng ta muốn kiếm tiền ở một lĩnh vực nào đó, chúng ta muốn tham gia đầu tư ở một lĩnh vực nào đó, thì chúng ta phải hiểu được bản chất của lĩnh vực đó, đúng không anh em? Như anh em mà đi làm ấy, thì chắc chắn là anh em phải đi học, tốt nghiệp đại học xong anh em mới đi làm được những cái công việc mà nó kiếm được nhiều tiền, đúng không ạ? Còn anh em mà tốt nghiệp cấp 3 thôi thì anh em cũng chỉ làm những cái công việc tay chân thôi, nó không có những công việc nào mà chúng ta có những cái lợi nhuận nó đột biến, nó đem được đến từ những cái tri thức của chúng ta được, đúng không ạ? Thì anh em có thể tham gia cái khóa học phân tích kỹ thuật để phần nào chúng ta nắm được những cái biểu đồ phân tích kỹ thuật. Mọi thứ nó phải dựa trên phân tích anh em ạ. Muốn đầu tư cái gì thì phải phân tích, như anh em đi đầu tư đất ấy, anh em phải phân tích cái vùng này, vùng A, vùng B, vùng C này, nó đang có tiềm năng này, nó đang có chuẩn bị có công trình này, nó chuẩn bị có dự án này, nên là mình mua trước ở đây. Đấy, 2 3 năm sau nó làm dự án thì chúng ta sẽ bán được với cái lợi nhuận tốt hơn. Thì ở trong chứng khoán này cũng vậy, chúng ta cần phải phân tích những cái biểu đồ như thế này, chúng ta cần phải phân tích và dự đoán cái xu hướng của nó, là ngày mai cổ phiếu nó có khả năng nó tăng hay là nó có thể nó vượt qua cái điều kiện này thì nó mới tăng, nha anh em nhé. Nên là anh em nếu mà có thời gian thì anh em tốt nhất là hãy tham gia ít nhất một khóa học phân tích kỹ thuật, bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền trong lĩnh vực chứng khoán, chúng ta cần phải có kiến thức về chứng khoán. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ mua theo cảm xúc ấy, thì có thể một lần, hai lần chúng ta may mắn, nhưng chúng ta không thể may mắn được mãi mãi được khi trong quá trình đầu tư, bởi vì thị trường chứng khoán này nó rất là khốc liệt. Có kiến thức đôi khi chúng ta còn vấp ngã rất là nhiều lần. Huống chi là anh em không có một chút kiến thức nào về phân tích kỹ thuật thì nó đầu tư rất là khó, đúng không anh em? Đấy, anh em cân nhắc đăng ký khóa học của mình vào tháng 12 đợt tới này. Đấy, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phân tích biểu đồ và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật. Khi nhìn những cái tín hiệu như thế nào thì chúng ta có thể theo dõi để chúng ta canh mua, và những điểm mua nó là những điểm mua nào thì sẽ có trong cái khóa học tháng 12 sắp tới nhá. Và có những cả những cái khóa học về phái sinh mình kết hợp luôn, nếu anh em nào muốn đăng ký combo cả hai khóa học đều cũng có. Phái sinh thì anh em mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái chỉ báo, những cái chỉ báo mà mình thường dùng, và những chỉ báo đó mình thấy là cũng rất là ít người biết để chia sẻ lại cho mọi người. Đấy, để những cái chỉ báo đó mà chúng ta nhìn vào đó, chúng ta nhìn những cái dấu hiệu để chúng ta đưa ra những cái xu hướng của mình để chúng ta đầu tư phái sinh, nếu anh chị mà có tham gia cả phái sinh nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì có thể nói hôm nay là một phiên giảm điểm đấy, và mình cũng đã phân tích rồi, và dòng tiền nó tham gia nó yếu từ sáng, nó yếu so với cái phiên trước thôi, chứ còn nó cũng đang ở ngấp nghé trung bình 10 phiên của 5 phiên gần nhất anh em nhé. Còn thị trường ấy mà có cái kịch bản như hôm qua hôm trước mình cũng đã nói, thì MACD thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là nó đang tạo cái đáy thứ ba để nó hướng lên, nó đang tạo đáy thứ ba nhá. Lúc nào nó vượt qua cái đỉnh này thì nó mới chính thức là tạo đáy thứ ba đó.
Còn ở biểu đồ giá thì mọi người có thể nhìn thấy là tại sao thị trường đợt này nó lại chững chững lại rồi, bởi vì sao? Bởi vì nó đã tăng liên tiếp 1, 2, 3 phiên rồi. Nó đã tăng liên tiếp 3 phiên rồi và những cái cổ phiếu mà anh chị cầm ấy nó đã tăng lên rất là nhiều rồi. Và nó kiếm được rất nhiều lợi nhuận cho anh chị nhà đầu tư nào mà đã mua ở từ những cái phiên trước. Đấy. VN Index thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó đang ở dưới M20 đúng không ạ? Nó dưới M20 nhưng như mình nói ở những cái video trước mình đã chia sẻ là mỗi lần mà VN Index nó muốn đi lên thì nó cần phải xuất hiện những cái dấu hiệu gì? Đấy, anh chị nhà đầu tư nắm được các cái dấu hiệu đó. Đầu tiên là nó phải có quá trình test đáy nha anh em nhá. Đây là cái quá trình đợt trước này. Khi nó xuống đây nó tạo đáy, nó phải có một cái quá trình nó test đáy nữa. Sau khi test đáy này thì cái quá trình mà rung rủ ấy thì nó còn test thêm một lần nữa ở đây. Sau một cái phiên test rút chân và nó lấy lại được đường M20. Đó, thì lúc đó là thị trường bắt đầu tạo cái sự cân bằng với một cái nền giá siết chặt. Đấy, nền giá siết chặt là như thế nào? Nền giá siết chặt là chúng ta có thể thấy ở đây nó tạo ra những cái cây nến thân nhỏ. Đấy, những cái cây nến thân nhỏ, biên độ dao động ít, đó là những cái nền giá để nó siết chặt lại. Nó siết chặt lại và kết hợp với cái khối lượng là cạn kiệt đi. Cái khối lượng cạn kiệt đi này thể hiện một điều đó là không còn nhiều những cái áp lực bán từ phía trên bán xuống nữa. Thì đây là những cái nhịp mà thị trường lấy lại cân bằng và tạo những cái biên độ siết chặt, siết nền, người ta gọi hay gọi là siết nền ấy. Nhưng có một cái dấu hiệu khác đó là nó tích lũy ở trên M20. Thì đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta cảm thấy là nó khá là an toàn khi mà tạo biên độ nền giá ở trên M20 và kết thúc cái việc đó bằng một cái phiên test cung. Cái phiên test cung này chúng ta có thể nhìn rõ nhất ở trong cái biểu đồ đó là biểu đồ hình thanh, là chúng ta sẽ nhìn rõ nhất là thế nào là phiên test cung. Test cung ở đây trong cái khóa học của mình sẽ dạy cho mọi người là thế nào là test cung, thế nào là không có cung, không có cầu anh em nhá, không có cầu, và thế nào là những cái phiên sell out này, thế nào là những cái phiên phân phối đó. Thì anh em tham gia cái khóa học này anh em sẽ nắm được những cái kiến thức đó, và trước khi đi lên tổ chức người ta cần phải kiểm tra 2 bước, 3 bước. Thứ nhất là người ta test lại đáy anh em nhá. Đây này, test đây là đáy số 1 này, đây là test lại đáy một lần nữa này, và có một cái phiên xác nhận khối lượng đi vào đấy, dòng tiền đi vào người ta đổ vào đây nhá, sau đó nó cân bằng trở lại và tiếp đó là một cái phiên gọi là test đáy thêm một lần nữa anh em nhá. Kiểm tra rất là kỹ trước khi đi lên, nó kiểm tra rất là kỹ. Vì thế anh chị em không mua được ở giai đoạn trước thì mọi người cứ yên tâm là mọi người chờ đợi, mọi người chờ đợi, bởi vì thị trường nó không tăng được hình chữ V đâu. Khi đi lên nó gặp rất nhiều cản trở, vì thế cái khả năng mà tăng hình chữ V ấy, nó phải rơi vào một trường hợp nào đó thật là đặc biệt, thật là đặc biệt ấy. Nó có những cái thông tin vĩ mô này, nó có những cái gọi là những cái động lực nó cực kỳ là mạnh mẽ. Ví dụ như đợt Covid, sau khi đợt Covid nó giảm giá rất là dài, rất là sâu, thì hết Covid, hết dịch cái mở cửa thì thị trường như kiểu vỡ òa, các dòng tiền từ ngoài lao vào, đổ bộ vào để đầu tư chứng khoán, nó kéo một mạch hình chữ V luôn. Đây, mở cho anh em xem cái đoạn Covid nhé. Đây, đây là thị trường của chúng ta là hồi Covid này. Thì bắt đầu là sau khi mà kết thúc cái đợt Covid cái là nó kéo một mạch hình chữ V luôn. Đó, đó là thị trường khi mà chúng ta có những cái đây 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 Covid đây, Covid đây, đây mới chính là Covid này. Thì anh em có thể thấy là cái đoạn này nó là cái đoạn mà nó thông tin cực kỳ là mạnh mẽ và nó là một cái đoạn rất là đặc biệt nha anh em nhé, thì nó mới có như thế. Còn bây giờ khi một nhịp sóng hồi trong downtrend, chúng ta vẫn đang ở trong downtrend nha anh em nhé, chúng ta vẫn đang ở trong downtrend nhé. Đáy sau đỉnh sau là thấp hơn đỉnh trước, chúng ta vẫn ở trong downtrend. Vì thế những cái nhịp này nó chỉ là những nhịp hồi thôi anh em ạ, nó chỉ là những nhịp hồi thôi nhá, chứ không phải là uptrend đâu, đừng nói là uptrend. Và khi có chuẩn bị một nhịp hồi thì nó cần phải có sự cân bằng trở lại, và khi cân bằng trở lại thì nó mới có một cái nhịp hồi ra trò để anh em mình kiếm tiền ở giai đoạn sau. Vì thế khi đi lên nó sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu đó là no supply này, test cung này, rồi test đáy này, nó phải kiểm tra rất là nhiều lần nhá.
thì có thể là thị trường của chúng ta sẽ có cái xu hướng quay xuống test đáy, nó sẽ không quay về cái đáy cũ này đâu. Nếu mà nó quay về đáy cũ này thì có khả năng trường hợp thủng đáy nó sẽ xảy ra. Nếu mà đẹp nhất ấy, thì nó quay về đến cái tầm lưng chừng thế này thôi, tầm là 930 đó, 930 cộng trừ thì nó quay trở lại, nó test lại cái vùng này, và khi nó test thành công với khối lượng thấp nha anh em nhá, thì nó lại sẽ bò lại lên để lấy lại M20. Thì đó là một cái kịch bản mà đẹp nhất cho thị trường của chúng ta trong giai đoạn sắp tới. Nhưng anh em cũng lưu ý một điều đó nhá, trước khi đi lên là thị trường cần phải kiểm tra rất là kỹ. Vì thế anh em nào chưa mua được cổ phiếu thì chúng ta không phải vội để mua, mà nếu anh em nào mà có khẩu vị rủi ro cao mà muốn mua cổ phiếu trước thì chúng ta chỉ mua tỷ trọng 10 đến 15% thôi anh em nhé. Chúng ta sẽ không mua tỷ trọng lớn ở cái giai đoạn mà nó đang còn rủi ro như thế này. Những cái đoạn tỷ trọng lớn full margin chúng ta hãy để đến những cái vùng này, sau khi có phiên dòng tiền xác nhận ở đây nhá. Sau khi có phiên dòng tiền xác nhận đi vào đây, từ cái phiên này đã có dòng tiền xác nhận rồi anh em nhá, thì lúc đó chúng ta có thể lựa chọn cổ phiếu full margin, full tỷ trọng được, để chúng ta kiếm một nhịp nhịp sóng hồi nó ra trò một chút nha anh em nhá. Đó, mọi người cân nhắc nghe những cái phân tích của mình để mọi người đưa ra các cái hướng đầu tư. Và hôm nay thì chúng ta có thể thấy là điểm tối là những cái cổ phiếu dòng ngân hàng, và những cổ phiếu dòng ngân hàng ấy, nó chủ yếu nằm trong nhóm VN30. Vì thế những cái cổ phiếu như BID này, ACB này, ACB lại mất M20 rồi. Đó, CTG này, anh em con CTG này nó vẫn đang xu hướng lên. Nếu mà nó có những cái nhịp mà nó quay trở lại cái vùng này thì anh em có thể chốt lãi đối với những cái cổ phiếu như CTG này. Anh em mà không muốn bán ấy, tốt nhất theo cái phương pháp của mình ấy, anh em mà khi thấy cổ phiếu nó tiến lên cái vùng kháng cự thì chúng ta sẽ chốt lãi ít nhất là 50% số lượng cổ phiếu, đút tiền vào túi đã 50%. Nếu cổ phiếu nó bị thủng đi những cái vùng này thì chúng ta sẽ chốt nốt, hoặc chúng ta chốt đến 80% lượng cổ phiếu đấy. Khi nào cổ phiếu nó có xu hướng tăng thì lúc đó chúng ta sẽ mua lại cổ phiếu sau nhá. Cover lại cổ phiếu bình thường anh em, chứ không phải là chúng ta cần phải cầm một cổ phiếu từ đầu đến cuối. Chúng ta điểm nào chúng ta chốt lãi, chúng ta đút tiền được vào túi thì chúng ta hãy làm nhá anh em nhá. LPB, cổ phiếu như LPB nó là cái hỗ trợ của đường 20, nó ở vùng giá là 9.5, 9.6 cộng trừ. Thì anh em nào cầm hàng thì anh em cũng lưu ý những vùng này, bởi vì những cái pha bán như thế này thì thấy là cái lượng cung của nó cũng không nhiều lắm nha anh em nhá, thì nhìn vẫn khá là ok. MBB thì vẫn đang dưới M20, con này thì cũng chưa có những cái điểm để chúng ta tham gia đâu. SHB đang chuẩn bị lấy được M20 rồi, thì nói chung là những cổ phiếu này thì chúng ta canh những cái điểm để mà chúng ta theo dõi những phiên sau nữa thôi. Ngân hàng là phải theo dõi, tại vì ngày hôm nay nó đạt VN30 khá là nhiều. Đấy, VPBank thì vẫn đang loanh quanh dưới M20 thì không mua mới nha anh em nhé, tuyệt đối không mua mới những mã nào dưới M20. Đấy, Tiên Phong Bank một đáy này, hai đáy này, có hai đáy rồi, thì con này nó sẽ có khả năng nhé, có khả năng nó sẽ quay về 21.5 cộng trừ nếu có cơ hội thị trường đồng thuận. Chứng khoán thì chúng ta có thể thấy những cái cổ phiếu penny như SBS tăng rất là khiếp trong cái thời gian vừa rồi. Và ngày hôm nay thì mình nhận thấy rằng là hầu hết là những cái cổ phiếu của penny nó tăng anh em nhé. Mọi người có thể thấy đây, những cái cổ phiếu penny mình cho theo dõi ở đây này, VOT này tăng này, HHG này, TTF này, KVC này, HAG này, những cổ phiếu này tăng rất là khiếp. Những cổ phiếu penny HAG này, 1 2 3 4 phiên, 4 phiên trần liên tiếp rồi anh em ạ. Và khi những cái cổ phiếu penny này nó tăng ấy thì nó cũng là một cái dấu hiệu mà khả năng là thị trường nó đã tạo đỉnh ngắn hạn nha anh em nhé. Khi mà những cổ phiếu penny nó tăng ấy thì mọi người phải nghĩ ngay đến cái việc đó là khả năng cao nó đang tạo đỉnh ngắn hạn đó. Họ Louis này, BI này, APG này, các thứ tăng trần hết rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích những cái cổ phiếu dòng chứng khoán. Thì hôm nay có con APG nó là thuộc dòng penny rồi, nó tăng rồi. APS cũng vậy nha anh em nhé, 1 2 3 4 này. Không mua được cái cổ phiếu này, 4 cây trần.
Anh em đừng có đu vào nữa nhá. 4 cây trần đến gặp 10-20 rồi thì tốt nhất là chúng ta không nên đu vào những cổ phiếu này. HCM này, con này tăng rất là đẹp nhưng mà gặp M20 thì nó lại chững lại anh em ạ. Thì khả năng nó sẽ phải lấy được M20. Con này phải lấy được M20 hoặc ít nhất là nó về nó lấp lại cái gap này, nó tăng ngược trở lại thì nó đẹp hơn rất là nhiều anh em ạ. Quay về trở lại test đáy xem một cái chạc 1 giờ này. Chạc 1 giờ thì đang có hơi hướng là tạo một đỉnh MACD. Tạo một đỉnh MACD ở chạc giờ nha anh em nhá. SSI này, con này vượt M20 rồi. Con này thì nó tăng nhìn về cái biểu đồ ấy, nhìn về cái biểu đồ thì SSI là cái cổ phiếu mà dòng chứng khoán nó đang đẹp nhất ở hiện tại. Tuy nhiên là nó đang có hơi hướng tạo một đỉnh cho anh em nhé. Sau khi mà nó có hơi hướng tạo đỉnh ấy, thì rất có thể nó sẽ có khả năng nó điều chỉnh tích lũy lại ở đây. Nó sẽ tích lũy lại biên độ hẹp trong này, nó cứ đẩy trong biên này. Đấy, nó cứ đẩy như thế này. Đấy, để nó tìm cách nó vượt qua cái EMA ở phía xa này. Đó. Có cổ phiếu SHS thì hôm nay lấy lại M20 thì khả năng con SHS này nó cũng sẽ như SSI nhá, nó sẽ quay xuống nó test M20 và nó đi loanh quanh ở cái vùng này. Siết chặt cái biên độ giá của nó thì chúng ta sẽ kỳ vọng được một cái nhịp tăng mới của SHS. Đó. Ít nhất là tăng đến vùng đó là 8.3 cộng trừ đối với SHS. VCI thì đợt này thấy nó tự nhiên nó đuối, rất là đuối. Con VCI đợt trước rất là đẹp, có hai đáy rồi, chuẩn bị cái đáy thứ ba này thì nó đang phá đáy này. Thì anh chị nào mà chưa mua cái cổ phiếu này hoặc đang có thì chúng ta canh những cái nhịp mà nó hồi nó lấp lại cái gap này để chúng ta bán cổ phiếu, bán bớt cổ phiếu, ít nhất là phải bán bớt. Con này thì nó đang cách khá xa M20 và dần dần nó sẽ kéo M20 đi xuống. Hoặc nếu mà một cái cổ phiếu mà nó có động lực mạnh ấy, thì nó sẽ tiến lên vùng M20. Đấy. Ví dụ như những cái con Dick, con Sell nó bị rơi khá là mạnh rồi thì bây giờ nó có những cái nhịp hồi nó sẽ bật lên để nó tìm lại cái đường M20. Ví dụ như con Sell đã tìm lại M20 và hôm nay lấy lại M20 luôn nhá, cổ phiếu Sell rất là khỏe, lấy lại M20 luôn, nó tăng 1, 2, 3, 4 phiên, 4 phiên trần liên tiếp 40% anh em ạ, quá là kinh khủng luôn. Cái đợt này những cổ phiếu dòng bất động sản nó hồi. Tuy nhiên thì khi mà nó hồi nhiều như thế rồi ấy, thì anh em cũng không nên nhảy vào đu nha anh em nhá. Anh em đừng nên đu vội, đợi nó lấy lại được M20 đã. Những cổ phiếu nào mà muốn muốn nó có những cái nhịp mà nó tăng giá tốt ấy, thì tốt nhất là anh em nên chờ nó lấy lại M20. Khi nó lấy lại được M20 thì M20 lúc đó là cái nền tảng hỗ trợ cho cổ phiếu tăng giá. Chứ còn bây giờ nếu mà M20 đang ở trên đầu cổ phiếu như thế này, đang ở trên đầu cổ phiếu như thế này thì M20 nó sẽ là cái cản trở của cổ phiếu nha anh em nhé, nó là kháng cự của cổ phiếu. Vì thế anh em nên cân nhắc những cái cổ phiếu nào chúng ta nên tham gia. Đấy. Như con VIX này nó cũng đã lấy lại được M20 này, cổ phiếu này cũng đang tăng rất là tốt, cổ phiếu của anh Tuấn Mượt. Cổ phiếu này thì nó hơi hướng hàng lái một chút nên là nó tăng nó hơi dị anh em ạ. Chúng ta đôi khi phân tích kỹ thuật những cái cổ phiếu này nó không không được chính xác. Như VND này, hôm nay thì mình cũng có nhắn anh em mà mua quanh M20 đối với cổ phiếu như này, bởi vì cái cổ phiếu này thì nó cũng có ba đáy rồi, hai đáy, một hai đáy này, và nó vượt qua cái đỉnh cũ rồi thì nó đang hướng tới không, thì những cái cổ phiếu mà khi mà nó tiến lên gần không ấy thì nó mới thực sự là mạnh mẽ nha anh em nhé. Còn bây giờ nó vẫn đang ở trong cái giai đoạn để nó tích lũy thôi. Đó. Thì chúng ta nếu mà muốn thì chúng ta có thể lấy vị thế trước. Hôm nay thì mình cũng cho anh em lấy vị thế thôi. Nó ở cái đoạn này nó chuẩn bị điều chỉnh nhưng mà nó lại lấy lại được, nó không điều chỉnh nữa nên là mình mới khuyến nghị anh em mua cái cổ phiếu này. Đấy, cái cổ phiếu này về cái chạc 1 giờ thì nó vẫn đang rất là ok nhá. Anh em mua Khang Điền Hau. Đấy, những cái cổ phiếu như thế này này, nó đã có ba đáy MACD và con này nó tạo đáy trước thị trường thì anh em có thể tham gia những cổ phiếu như Khang Điền Hau này, Nam Long này. Cổ phiếu Nam Long hôm nay tăng rất là kinh, con này tăng rất là kinh dị trong đoạn này, đoạn trước thì đi lờ đà lờ đờ đấy, cũng ba đáy MACD rồi, cũng giống Khang Điền, con Nam Long và con Khang Điền là hai cái con mà nó chuyên đi cùng nhau anh em nhé. Con này nó chạy mất rồi nên là mình cũng không cho dùng cái hàng VIP mua được. Những cái phiên trước mình báo thì không biết anh em có mua được không. DXG này. DXG cuối phiên thì lại bị bán ngược, đã có lúc nó tăng lên 10.9 rồi cái cổ phiếu này.
nhưng mà nó vẫn chưa lấy lại được M20 nha anh em nha. Những cái cổ phiếu mà nó tiến đến M20 bắt đầu nó chững lại mà nó tích lũy hoặc nó quay xuống nó test lại đáy một lần nữa mà không thủng ấy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái nhịp tăng tiếp theo của những cái cổ phiếu dòng bất động sản này. Bất động sản thì có rất là nhiều cổ phiếu tăng khiếp trong thời gian vừa rồi, đúng, nó đúng đúng chất là dòng đầu cơ luôn anh em ạ, đúng chất là dòng đầu cơ luôn, tăng tăng sốc và nó giảm thì cũng rất là sốc. Hai, CKG đấy, CKG là một cổ phiếu mà mình khuyến nghị anh em không nên tham gia nhá, anh em tuyệt đối đừng mua CKG. DHR này, 1 2 3 ba cây trần này anh em. HAR, à con HAR tăng cũng rất là tốt trong những phiên này và ngày hôm nay thì nó cũng đã lấy lại được M20 rồi. Con này thì cũng có ba đáy này, cái cổ phiếu này mình cũng không để ý trong đợt này. Đợt trước thì mình mua rất nhiều cái cổ phiếu HAR này, nhưng mà đợt này thì mình cũng không để ý cái cổ phiếu dòng penny lắm. Thì nó chạy rất là sốc đối với các cổ phiếu này. Hút biên độ dao động rất là lớn nha anh em nhá. Cổ phiếu hút biên độ dao động rất là lớn nhá. Thì tuy nhiên là cái khối lượng tăng của nó rất là bé. Khối lượng tăng của nó rất là bé, thế nên là anh em cũng nên cẩn trọng với những cái cổ phiếu mà nó tăng lên nhưng mà khối lượng bé tí. Đấy, và con hút này là hôm nay là kéo về cuối phiên anh em nhé, kéo về cuối phiên nên là chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa đối với những cổ phiếu này. IDG này, IDG L14 này, 1 2 3 4 phiên liên tiếp tăng trần 40% anh em ạ, nó giống hệt con cổ phiếu như sell luôn. PVL này cũng thế này. Nói chung là bây giờ anh em mà nhảy vào mua ấy, những cái cổ phiếu nó tăng 30 40% rồi thì nó sẽ hết cái sự hấp dẫn rồi. Giờ cái sự hấp dẫn của nó đã kém đi rất là nhiều, vì thế anh em nên cân nhắc để mua những cổ phiếu nhá. Và những cái cổ phiếu dòng dầu khí như lúc đầu mình có nói là sẽ phân tích những cổ phiếu này thì sẽ phân tích lại cho anh em thôi. Những cái cổ phiếu như PVD này anh em có thể thấy là nó vẫn đang đi tìm đáy, và những cái cổ phiếu này thì mình luôn nói với mọi người ấy, là chúng ta hãy chọn những cái cổ phiếu nào nó có hai đáy hoặc ba đáy để chúng ta mua, nó đầu tư sẽ an toàn hơn rất là nhiều đối với những cái cổ phiếu mà nó đang đi dò đáy như thế này. Nó còn chưa có đáy thì làm sao mà nó có động lực tăng, đúng không anh em? Vì thế nên anh em đừng có nhảy vào mua những cổ phiếu này, cẩn thận lại mất tiền. PVS cũng thế này, PVC cũng vậy này anh em này, đều đang đi tìm đáy hết tất cả những cổ phiếu này. BSR cũng thế nhá. Vì thế anh em nên cân nhắc. Và những cái cổ phiếu của dòng 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 phân bón hóa chất và thép này, phân bón hóa chất và thép thì chúng ta thấy là HSG, những cổ phiếu này mới có một đáy thôi. Nó một đáy thì nó mình không ưa thích những cái cổ phiếu mà nó một đáy, tuy nhiên là nó tăng trần rất là nhiều rồi, thì cũng chúc mừng anh chị nào mà bắt được những cổ phiếu này thôi. Bởi vì trong theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật của mình ấy, thì mình có rất nhiều cổ phiếu để mình mua, chứ mình sẽ không mua những cổ phiếu mà nó có một đáy đâu, bởi vì nó chưa đủ cái căn cứ để chúng ta có thể tham gia đấy. Như cái cổ phiếu LAT này mình có nói với anh chị em nhà đầu tư cái video tuần trước ấy, mọi người có nhớ không? Mình có nói là cái cổ phiếu LAT này nó đã tạo đáy rồi, nếu anh em muốn mua thì anh em nên mua cái con này, chứ em đừng mua những cổ phiếu như DGC đúng không ạ? Những cổ phiếu DGC nó đang đi tìm đáy này thì chúng ta sẽ không nên mua những cái cổ phiếu như DGC này vội nhá, mua xong lại mất tiền. DCM cũng thế nhá, và DPM cũng vậy đấy. Có con LAT này nó tạo đáy này, hoặc là con BFC đấy thì nó có hai đáy, thì những cái con này thì còn mua được nếu anh em yêu thích dòng phân đạm. Còn những cái cổ phiếu như DGC này, DPM này, DCM thì chúng ta chưa nên mua ở giai đoạn này nhá. Lúc nào nó đẹp thì chúng ta lại mua nó sau, chứ bây giờ thì chưa nên mua. Bản thân con CSV này cũng vậy nha anh em nhá. CSV thì cũng đang chuẩn bị tạo một đáy thôi, nó chưa có đáy đâu. Đó thì chúng ta cũng chưa nên tham gia. NKG thì anh em cũng thấy có một đáy thôi. Con này rất khó để mua và phân tích kỹ thuật của mình thì không mua được cái con đấy. Quan điểm của mình thì mình phải đợi hai đáy đẹp thì mình mới mua anh em nhá. Hoặc nó có những cái đáy ở trong cái chart giờ ấy. Chart giờ thì con này cũng rất là đẹp, 1 2 3 này. Đấy, tuy nhiên là mình không ưu tiên nó ở giai đoạn này, bởi vì giai đoạn này rất nhiều các cái cổ phiếu mà nó có hai đáy, ba đáy ở chặng này để chúng ta lựa chọn. Vì thế là cái quyền lựa chọn là quyền của anh em chúng ta mà. Những cổ phiếu dòng bán lẻ thì anh em thấy là con DG1 mình cũng nói liên tục, những cái cổ phiếu này nó chưa có đáy thì tốt nhất là không nên tham gia. DG1 này, FRT cũng thế nha anh em nhá. DG1, FRT này,
MSN thì đến đây bắt đầu chững rồi, đến mây bắt đầu chững rồi và không có điểm mua nhá. Những điểm cao như thế này thì chúng ta sẽ không tham gia. Pet cũng thế nhá. Bảo hiểm là BMI, BVH. BMI lúc nào nó phải lên đây thì nó mới tạo được hai đáy. À đúng rồi, tạo được hai đáy thì mới đẹp. BVH cũng vậy, đang lên tạo đáy thứ hai thì bắt đầu bị gãy thì cũng chưa tìm lại được chính mình đâu. MIG, nếu anh em thích dòng bảo hiểm thì anh em nên mua con MIG thì tốt hơn nhá. Con này thì có cái đáy nó đẹp hơn, một đáy này, hai đáy, ba đáy này. Đó. MWG nha. MWG thì cũng thế nha anh em nhá, đừng có mua. Mua kẻo lại mất tiền đấy. Nào, thủy sản dệt may, đi xem thủy sản. ANV tiếp tục là một phiên tăng trần mở gap, nhưng mà con này cũng không phải vào cái mẫu hình ưa thích của mình. GIL cũng có hai đáy anh em nhá. Con này thì tăng liên tục rồi. Con này không có điểm mua, tăng liên tục 1 2 3 4 5. Rất là dã man. IDI. IDI thì cũng chưa đẹp lắm đâu anh em nhá. TNG. TNG thì cũng không đẹp. Dòng dòng dệt may ấy, chủ yếu có mỗi cái con GIL này, nó tăng này. ACL nữa. ACL tăng cũng rất là tốt. Nhưng mà đều tiến đến M20 rồi. M20 là cái điểm chốt lời của những người mà họ mua từ dưới này. Vì thế anh em cũng không nên tham gia ở những điểm này nhá. Những cái điểm này điểm chốt lời của họ, mình đừng có nhảy vào mình bắt cổ phiếu nhá anh em nhá. Đó. Và cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin kết thúc ở đây. Anh em nào có muốn đăng ký khóa học hoặc là muốn tham gia Zoom khách hàng VIP của Công Dũng thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại 0888 262 969 của mình ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.